con. Nghĩ về cái bụng nó căng bụng lên tới đây. Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay lại với kênh Quốc Chiến Channel. Bây giờ là khoảng 6 giờ chiều và Quốc Chiến sẽ ghé thăm lại bé Long. Ở cách đây khoảng một tuần thì bé Long đã phải nhập viện trong cái tình trạng nguy kịch và đã được các bác sĩ cứu chữa. Tuy nhiên thì sau đó thì bác sĩ đã cho về, coi như là không có cái biện pháp nào để mà cải thiện sức khỏe cho bé. Để mà ở trong bệnh viện thì cái môi trường dịch bệnh nhiều, ở lại lâu thì không có nên. Vì thế là bé Long đã được cho về nhà để cầm cự. Thì hôm nay mình sẽ ghé qua thăm xem tình trạng bé thế nào, rồi đồng thời là trao một số món quà mà mình quan gửi tặng để mà giúp bé qua cái giai đoạn khó khăn này ha. Mọi người theo chân Quốc Chiến nha. Cách đây khoảng 1-2 hôm thì chị Dung có nhắn tin cho Quốc Chiến báo rằng bé có hai sự lựa chọn, một là đưa về nhà để mà chăm sóc, cái thứ hai nữa là phải chọc cái bụng bé để lấy cái dịch ra để xét nghiệm thì rất là nguy hiểm và có thể là ảnh hưởng tới tính mạng, nên là chị Dung đã không có thực hiện cái điều này. Tới bữa là nhập viện là vào ngày nào chị? Chắc cũng một tuần đấy ha, hơn tuần đấy ha. Mà bữa đó thì bé là sao mà phải vô bệnh viện chứ? Sốt lại nữa hả? Sốt lại, sốt quá trời, muốn coi giật á. Dạ. Ban đầu thì em không định đi, mấy đứa bạn nó nuôi á, nó mày chạy vô đây, em để nó vậy tội nó lắm, giờ không cho vô cũng phải cho vô. Vô cũng vô cấp cứu luôn, cấp cứu rồi vô thuốc thang rồi cho cảnh đầy đủ nó luôn. Chị rồi vô bác sĩ đó mà cũng ngồi nước mắt cứ tuôn miết vậy. Sáng giờ làm cái ra máu không? Dạ. Yeah. Còn bữa trước là về là bác sĩ nói là ổn hết rồi, ổn chỉ là bị cái lá gan của nó thôi. Dạ. Yeah. Lá gan là phải chịu rồi mình không nói đi. Mà là cách đây mấy hôm là bác sĩ cũng đưa cho mình cái sự lựa chọn là xét nghiệm hay là không, đúng không ạ? Đúng rồi, chỉ là nó bé nó ổn trơn tốt hết. Rồi năm kia thì mới xét nghiệm lại toàn bộ, cái cũng xong hết. Hôm bữa là bác sĩ có nói là mình chọc cái dịch trong bụng bé để mà chọc xét nghiệm đúng không? Đó, không có chọc dịch được. Chọc dịch vô cái cây đó vô thì em bé nó sẽ tử liền. Cho nên là không có dám chọc, tại bé nó không có sức đề kháng. Kiểu như là nếu mà chọc vô để mà xét nghiệm thì rất là nguy hiểm đúng không? Nên là mình không có mạo hiểm ha. Đúng rồi, rất là nguy hiểm. Bé thì nó không có gì hết. Rồi á, thay vì cũng không có cho về, bác cũng cho hai cái lựa chọn. Tại vì giờ mà nằm, nếu mà em bé này mà nằm ở trong đó đó thì nếu mà nó tử á thì bỏ xuống nhà lạnh á thì bác sĩ thực tập sẽ lấy bé ra làm thí nghiệm. Mổ xẻ. Rồi bác ở trong đó bác nói, bác khuyên á là bây giờ về nó ở đây á mà không có ra được nữa, ra là phải kiếm ba nó. Kiếm ba nó để ký giấy để cho về. Nếu mà đã chết trong đó chết là ở trong đó không là có ra được nữa hả? Đúng. Là bệnh viện giờ mình là theo như mình á, nó nói mình chỉ là mẹ người giám hộ bé thôi. Mọi người giám hộ thôi, cho cái hồ sơ là từ lúc mà bé nhập viện thì chỉ có mình ký tên, ra vô ký tên nó toàn bộ thôi, không có ai. Còn trên phương diện mà pháp luật chết hả? Ở trong đó pháp luật á là phải có ba về ký tên mới cho về. Còn không là bệnh viện giữ lại hả? Bệnh viện giữ lại mà nó sẽ nằm ở trong phòng lạnh không. Rồi hôm qua cái ba mấy bác em nói thôi, giờ khuyên là cho về đi. Cho bé về đi, bé cũng không có ổn được bao lâu hết á. Nó không có ổn được bao lâu, cho nó về nhà nó nằm đi. Nó về nó gặp mấy gia đình anh chị em, nó thoải mái, nó gặp được thì nó mừng. Ở trong đây thì nó tội nó lắm. Rồi qua đây là cảnh đi toàn ra ra máu không thôi. Thì là nguy hiểm lắm rồi đó. Nguy hiểm rồi. Ui, sang lét rồi, không còn miếng máu trên tay nữa. Giờ là hết rồi, xong nó dễ là ngồi thở gì. Có uống nước hay là ăn được gì nữa không chị? Không có, giờ sữa thì ăn uống không có uống được nữa. Uống vô dựng chút cái ọc ra. Dạ. Uống chút ọc nè.
Bây giờ là cứ thở vậy đó hả chị? cứ vậy á, cứ giờ cứ kêu cho về cho nghe kinh rồi như sức. Sáng cũng hỏi ảnh đi tiêu ra máu vậy á, mấy người nó cũng là đi cho nó đi sạch cái bao tử ảnh á. Cái bụng đợt này to nhiều quá vậy ha. Bự dữ lắm, mấy nay nó ra máu đó, đi ra hết rồi nó xẹp lại, nó bụng bự lắm, bự nhiều mà bự căng luôn, đường gân nó nổi tè le nè, căng bông lên luôn. Quả này chắc phải không có sức để la để khóc nữa rồi. Hết sức luôn rồi, bây giờ là hết sức rồi. Không còn máu luôn. Giờ ở trong bệnh viện cũng không có tiến triển thêm được gì nữa, thôi cho cái nhà cái môi trường nó sạch sẽ hơn ha. Nó không có tiến triển nữa, cái bác nó ở trong đây nó cũng không có tiến triển gì tốt nữa hết trơn. Vậy hả, người ta cũng tin lượng rồi đó. Là nói là không còn cái gì, tại lúc đầu cũng nói là nó bị gan vậy đó, không có chữa trị được nữa. Cái gan nó quá xấu rồi. Không hết cái gan rồi. Không có gì nữa, quá xấu luôn rồi. Rồi ngầm kia ở trong đó khóc với ảnh, tưởng ảnh đi bữa đó rồi. Bữa đó sao ảnh đi rồi ngồi khóc quá, 12 giờ rưỡi rồi định điện cho ông xã vô, nó vô bây giờ nó không có xuất nữa rồi. Mà ai bác sĩ nó khóc cái gì, cái này bệnh của bé thì mình đã biết, ba biết hết rồi, khóc cái gì nữa mà khóc. Giờ khóc cũng mình lưu luyến quá, cũng tội bé. 12 mới cách đây có ngày à, qua mai đó mấy bác sĩ chẩn xong rồi nó cho bé nó về đi. Còn nếu mà ở trong đây nữa thì nó mẹ nó sẽ không có bảo lãnh nó về được, không có cho nó về được. Cho nó lấy về đi, nó về nó có gia đình rồi, nó gặp người này người kia nó yên tâm đi, còn trong nhà nó dính trong đó, cái dính dư trong đó nó không có ra về được. Nó đi rồi thôi, thợp 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 thấy không, chung là bây giờ sữa là uống được chút chút cảm sức thôi chứ. Cảm sức cho ảnh thôi, cái ảnh nút vô cái ảnh ra hết, nó buồn không uống được tiền nguy hiểm quá ha. Sữa không uống là nguy hiểm rồi. Bữa trước mấy bữa trước ghé là ít nhất là còn ăn bánh rồi cũng sữa được, còn đầy đủ luôn, ăn được. Còn đợt này vô là thấy yếu quá ha. Về mấy bác đó về cũng như buồn vậy, về chuẩn bị đồ đạc cũng chuẩn bị nữa thôi, con bị con lại hết rồi nhỉ. Nói chung là các bạn và các bác sĩ cũng đã cố gắng hết sức rồi, nỗ lực rất là, nhưng mà cái bệnh này là phải như có sớm sớm thì có thể là có cái hy vọng, trễ quá rồi gần như là phá hủy gần cái gan của bé rồi. Để bé mấy ngày nữa thì bắt buộc phải bóp ống bé cho bé thở bằng máy. Thở bằng máy thì nó cũng đã tử rồi, thở bằng máy nó cũng vậy thôi, tội nữa. Thì đó, nghe nói là cho thở bằng máy thôi, xin bác sĩ luôn, thở bằng máy cũng vậy, thở bằng máy bóp ống rồi đâu có còn gì nữa đâu. Như vậy đó, quý mấy vậy. Nói chung là cái bệnh của bé Long mà tới bây giờ cũng là được lắm rồi, cố gắng lắm rồi. Gia đình mình chắc cũng chuẩn bị tinh thần rồi ha. Các bạn thì những cái lần trước nguy kịch á, thì cũng đã liên lạc với ba mẹ đẻ của bé rồi, nhưng mà họ không có về, thì chắc lần này mình không có liên lạc nữa phải không chị Diệu Dung? Tới đâu mình tự lo luôn ha. Lại vô thấy chị Dung ngủ gục luôn mà. Mệt lắm, về không có sức luôn. Nay ăn kêu là ăn uống ăn không có nổi. Nó là khóc nó tự trong bệnh viện mà vô 10 ai là khóc nó không cạn với nó luôn. Thôi em nghĩ rằng là nếu được thì cứ để cho bé nghỉ ngơi rồi coi như cái duyên của bé là gắn bó với chị ha, đừng có buồn nhiều quá, giữ sức khỏe nữa để còn lo lắng nhiều cái việc khác cho bé ha. Này Cú Chiến ghé thăm bé Lâm, không biết là lần sau gặp có được gặp bé không nữa, thì con gửi cho bé 4 triệu. 2 triệu là chị Thúy Lê, 100 Canada là gần hơn 1,7 triệu là của chị Hồng Châu, và chị Mai Linh gửi 200 ngàn, tổng cộng là gần 4 triệu để mà chị lo liệu cho ba cháu ha.
Nè, Cúc Chiến gửi cho chị nha. Cố gắng lên chị. Cái duyên của bé tới đó, nếu mà bé buộc phải đi thì coi như là bé đã xong cái nghiệp ở cuộc đời rồi. Cái duyên của mình tới đó, nó không có đi theo mình. Sáng thì cũng cầu xin với mẹ Quan Âm cầu xin ấy được cho bé nó thoát qua cái nạn để anh này đỏ thương xác, anh cũng tội lắm, đau đớn lắm. Kính thưa các bạn, thì mình gặp bé Long thế này cũng được 4 năm tháng rồi. Và ở với chị Nhung chắc cũng được 8 tháng rồi chị ha. 7 tháng. Hình như là sắp tới đầy năm rồi. Còn mấy ngày nữa đầy năm mà. Mấy ngày là đầy tuổi rồi. Anh nhắm mắt giống như anh sợ người ta kéo đi. Anh nhắm mắt. Anh nằm về dậy vừa vậy đó. 3 mấy sáng, 4 mấy sáng, 3 rưỡi 4 giờ cái đi xuống dưới đốt nhang dạng, đốt với mẹ nằm nhái ảnh. Rồi cầu 4 giờ rồi anh mới lên giường ngủ được. 4 giờ rồi anh mới nhắm mắt. Nhắm mắt giống anh sợ kéo anh đi làm sao. Từ trong bệnh viện về là vậy á. Cứ mở mắt hờ hờ. Mở mắt mà rên mà đau đớn la vậy. Cố lên con. Bữa về đó bụng nó căng bụng lên tới đây. Bụng lắm. Thì hai qua nay thì ảnh bị tiêu ra, ảnh ra máu, ảnh dụng như thế này. Bụng nó xài phải, ảnh hỏi thì bác sĩ nói thì nó cứ ăn cái đậu trong cơ thể ngự, nó mới thải ra, từ từ nó sẽ lọc sạch hết cơ thể nó. Chị nói chuyện còn ý thức luôn chị. Nó không có ý thức nữa là nó không biết nữa. Không biết nữa hả? Chị không gọi nó không nghe nữa hả? Kêu nó không nghe, nó chỉ biết nghe kêu cái tên nó xoay qua là nó la lên. Kêu á, cái ảnh của ảnh là la lên. Dạ. Kêu ảnh là gấu rồi gấu à, là giờ không có nhận thức nữa. Chứ là cứ dòm xa xăm xa xăm. Dòm xa xăm xa xăm vậy á, la. Hôm qua mà ở trong bệnh viện nó không có về thì ở trong bệnh viện là bắt buộc người ta phải cho bằng máy, còn tới đâu là cuốn tới đó. Thì mấy bác trong đó là sợ là nếu mà làm như vậy mà cố gắng cứu giúp giúp bác bè mình với định gia đình á thì sẽ khó cho mẹ đem con nó về, khó cho mẹ đem con về. Nó là trên pháp luật là phải có cha hay là người ký giấy của nó, ký giấy mới lấy được nó về thôi. La chút mệt quá, không có đủ sức la nữa hả? Nó mất sức, nó không còn cái sức gì để gọi là la. Nay cũng 19 sáng giờ cũng đi xuống lại mẹ đổi với mua. Còn mấy ngày nữa là đầy tuổi. 16 ngày không? Nữa, 16 ngày tới ngày thôi 1 tuổi. Dạ, hy vọng cái ngày đầy tuổi nếu mà bé còn mình cũng làm gì nhỏ nhỏ cho bé một chút. Hy vọng nếu mà ảnh mà thoát qua tới đó thì cũng làm cái cây đồ cúng cho ảnh, mãn nguyện cho ảnh ở chỗ mình có duyên với mình tới đó thôi. Yeah. Cũng không có duyên bước thêm bước tới kia hết cuộc đời của ảnh với mình. Thôi em thấy coi như là cái mối lân duyên của mình tới đó ha. Mình đừng buồn nhiều quá. Chỉ mong là bé đỡ đau đớn thôi. Em cũng mong vậy. Có cái gì thì báo em hay ha. Hỗ trợ được thêm phần nào giúp cho bé thì em sẽ hỗ trợ hết mình nha. Cảm ơn.
hơn anh nhiều. Bản thân chị Dung cũng chỉ là người người dân tới bạn, nhưng mà cũng thương yêu bé Long, lo cho bé từng chút còn hơn cả con ruột nữa. Tới cái giờ phút này có thể là bé đã rất là nguy kịch rồi, chỉ mong là bé được ra đi thanh thản, đỡ đau đớn thôi. Chị cũng nghĩ như vậy thôi. Hôm nay thì mình dành cái thời gian vào thăm bé Long, thì cũng hy vọng rằng đến cái ngày đầy tháng mình vào thăm sẽ tiếp tục được gặp lại bé. Mong rằng là bé sẽ không còn phải đau đớn trong thời gian tới nữa. Có cái tình hình gì thì chị báo cho Cúc Chiến biết đấy nha. Thì hôm nay Cúc Chiến cũng vào cập nhật cái tình hình của bé Long, thăm bé Long cho mọi người biết ha. Nếu mà có chuyện gì thì mình sẽ cập nhật cho mọi người trong những cái video sau nha. Cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi và đồng hành Cúc Chiến ha. Hẹn gặp lại trong những cái video mới ạ.